con rận nó gì đó, con rận chú vô thận con lên thôi con chìa voi chui vô môi ok đâu rồi hay vậy rồi hay quá. Không thì bây giờ mình mới nghĩ những bộ phận đó rồi mình nghĩ con nó ra chính xác đúng không anh, đúng rồi, nghĩ con gì được đúng rồi hay quá chết tôi con giật hơi đúng không phần hơi đúng không giật hơi đúng không phần hơi đúng không dạ. Nhìn em, tự nhiên em nhìn em. Rồi rồi, thấy con chuyện này. Con công với tôi đi lòng. Ok, rồi chết rồi. Công của em luôn đó. Ủa vậy? Chết rồi, dễ chết lắm. Phải nghỉ hai ba cái. Con gì? À, con khỉ chui với màn nhĩ. Đúng, đúng. Ủa sao nhắn mát? Ừ, hay. Nói em hay ghê. Thông minh. Con mối chui vào gối. Ồ, hay, hay, hay. Được, hợp lý. Vào gối ngủ hả? Ngủ là cái đầu gối. Ngủ hay tuyệt vời. Trời không nghĩ ra luôn à. Thời gian từ đây cho tới cái nơi mà chúng ta sắp đến là nghe nói cũng ngắn thôi. Tại vì nắng cũng gần gần thôi thì mình sẽ chơi một trò chơi ha. Bây giờ tạm thời chơi trò chơi ha. Mình sẽ ăn món này kết hợp món này. Ăn món này kết hợp món này. Hôm qua anh Nam hôm qua anh mới ăn dĩa bánh bèo với lại dĩa thay lèo. Cùng vần nha. Khó gì luôn. Dạ. Em á, tao em á. What? Gì vậy? Ác quá à. Nói liền chậm luôn rồi. Ác quá à. Hai món mới được đúng không? Ủa mà cùng vần nữa anh? Hai món cùng vần nữa. Vậy à, hôm qua em cũng mới ăn tô bánh canh với lại rau xanh vậy đó. Em cũng ăn cơm tấm tràn với nước mắm. Rồi, mày xong rồi. Chúng ta sẽ ưu tiên về vần và bỏ bớt trứng tả với lại đây. Em giờ ông ta anh Tấn em muốn ăn cù lẳng kết hợp với cái cẳng. Ăn gì vậy? Cái cẳng gà. Hôm qua em ăn bún riêu với lại cơm thiêu. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Trời ơi, cái đó là cho heo ăn mà. Trời heo ăn mà. Trời ơi. Để tâm qua được rồi. Ủa cho heo. Ủa tâm quá. Ờ ok được á. Hôm qua mình ăn bún bò với bánh bò. Ăn lẩu cá kèo với ăn với tèo lèo. Tèo lèo rồi. Rồi. Ăn nấm mèo. Mình nói câu dài xíu coi. Em qua đánh đổi không biết làm cái gì á. Rồi cái hả chạy marathon ra quán. Rồi hả kêu ly sinh táo ăn với tụi tôi cháu. Dạ kể dài nha, kể dài cho vui nha. Kể dài nữa à. Ủa đừng. Thì nó anh bắt kể dài kìa. Coi hiểu, ai hiểu cả chưa? Tuấn ăn rồi. Rồi em rồi, em rồi. Đúng hết rồi. Em muốn riêng với lại cô. Hôm qua là em mới vượt phục vụ chị Tâm món bò wagyu chấm chi su. Hôm qua tôi có ăn cá chuồn với lại ăn thù lùn. Hả? Con thù lùn thì quái gì? Thù lùn á. Thù lùn sao ăn được? Trời ơi mà chơi game mà chứ làm gì có ăn thù lùn. Nãy anh nói ăn theo lèo đồ hả? Ừ. Vậy em ăn mứt được không? Ăn mứt. Vậy cùng đi ăn mứt với xúc xích đất. Không, thấy sao cái ngủ á, thôi quá. Hôm qua em ăn cá chỉ vàng với lại bò giác vàng á. Kỳ vậy giờ còn thứ hai thôi, thứ hai rồi. Đúng rồi. Anh đụng tay đụng cái não quá ha. Kệ đi. Còn món gì nữa ta? Nhiều lắm. Hiểu đi, ta hiểu rồi. Qua em anh Lâm ảnh xô em té xuống. Làm em ăn cục đá với cục cá. Tại vì cục đá không đi ăn nữa. Chứ anh ăn con thùng luồn anh không nhọn cho nó cục đá. À nhiều khi đá uống nước á hả? Uống nước. À. Ừ. Hay á. Hôm qua em hèm quá, em chạy ra tập quá, em ăn bim bim với ăn luôn anh phim. Quá em ăn bim bim với ăn luôn anh phim. Bim bim với anh quay phim. Bây giờ ông đòn mắt anh là tôi nuốt đó. Cái anh ăn được thùng lượng đây, tôi ăn được phim. Nuốt luôn, lỡ nuốt cái máy của anh luôn chứ. Lỡ nuốt cái máy của anh luôn chứ. Hôm qua lúc em ngủ buổi khuya là
anh đi ăn bánh đặc với bà biên tập. Bữa em thì cũng thuộc dạng thích tốc độ cho nên em ăn trái nho với chiếc sushi bo. Ổng không ăn trái nho đâu. Đẩy bắt đầu đi xa. Hôm qua là thật sự mọi người là đã ăn đồ ăn miền Trung rất là nhiều rồi nên hôm qua em rất là thèm một cái món là lỗ tai heo và dưa leo. Đó. Là trời ơi. Okay. Rồi chị Tâm. Cố tiền. Thôi giờ chơi đàng hoàng là không chơi biên hề nữa nha. Em này ăn được nha. Tại vì anh ban đầu anh phá lượt anh ăn thùng luồng á cái mình bị sàn. Con mà. Thôi vậy thôi chị Tâm chơi đàng hoàng. Qua là anh lên trên núi chỗ Tiên Sơn đó anh ăn thịt cò với mỡ ngò. Hôm qua thấy anh vàng với làm ăn ốc hút với mắm ruốc. Trời, ốc hút mắm ruốc rồi, ok. Bữa em ăn con trăng cái tự nhiên em ăn năng luôn. Đúng rồi, tôi cũng năng có. Giỏi. Đúng rồi. Giỏi ghê. Đừng có lỗi gì. Giờ về đây em ăn được con cua với lại một trái cà chua. Anh tính gì đây? Anh đang ly xăm với chị Mỹ Tâm. Đuôi đồ quá rồi. Em ăn cái lăng can với nuốt luôn Trường Giang. Ăn chị Mỹ Tâm thì em phải nuốt con giam mới được chị Mỹ Tâm. Đúng không? Bắt cầu vậy thôi chứ anh nuốt chị Mỹ Tâm rồi làm sao mà tôi nuốt được chị được. Ăn giang. Rồi lát nữa tôi ăn mì quảng cá lóc với con cóc. Trời ơi. Hay cái mì quảng cóc. Con cóc số tiên mà mất là do ảnh đó. Bữa tối ăn sườn nhưng mà khuya là anh ăn lươn. Hay nha, xin mời đáp ơi ha. Mừng quá. Anh Tuấn có chơi không vậy? Có mà. Anh ăn gì? Anh ăn cá sặc. Alo. Bạn nói gì vậy? Cái gì? Cá sặc cái gì? Đúng rồi, cá sặc có mà. Vậy ba cái rau lật giặt. Cô lóc gì vậy? Trời, giỏi dữ rồi nha. Không qua. Sao? Thôi, dừng lại. Rồi, quá dữ dội quá mệt rồi. Rồi, trò khác đi anh Giang. Hả? Trò khác. Mẹ đi. Chị Tâm đang vô nguồn rồi đó. Cười đó, cười đó. Hay mình chơi lại không? Chơi lại đi. Chơi gì? Để lại con gì chung với gì á. Ok. Để cho Tâm chơi. Đúng. Đúng không? Mình sẽ có một con vật. Nên là mình cường điệu hóa thôi. Một con vật nó sẽ chui vào một phần cơ thể. Ví dụ, con cóc chui vô tâm là phải vần. Mình có thể không tính về C và T hoặc là có G hay có G. Nhưng phải cùng vần và cùng dấu. Chui đầu tiên con cóc chui vô tóc. Trời ơi. Con nai chui vô tai. Yes. con mồng chui vô lòng. con mồng chui vô con trâu đó anh ơi. Con mồng nó có ghê con đĩa. Dưới quê em là cái con mồng con bu con trâu. Chuyện gì khó đã có chị Gồ lo. Từ mòng trong tiếng Việt có thể là tên gọi khác của các loài ruồi trâu hay mòng trâu, tên gọi khác của các loài mòng biển. Trong tên gọi của các loài mòng kết túm lại là có con mòng thiệt nha. Ở đây em phải quên em, em quên Mỹ Tăng. Vâng, nó vâng, đúng không? Vâng là được, đúng không? Quên gia đình tôi. Con khỉ chui vô tôi cho tỷ. Ừ, ok. Tỷ là gì ạ? Tỷ sống. Tỷ sống á anh. Dạ. Con gì ta? Con cá cắn vô má. Chui cá gì? Ơi phải chui chui vô má. Cá gì má hợp lý. Chui vô má được không? Chui được hết. Con nào cũng chui hết á. Con gan chui vô gan. Con chuột nhủi chui vô mũi. Cái ai cứu tôi ai? Hậu dốc đi nha. Hết con rồi. Bốn. Con cá nước phèn chui vô cái lỗ gèn. Con cá phèn. Con căng chui vô răng. Đúng rồi. Cái này thông minh lắm. Cũng dở. Con rận nó gì đâu. Con rận chui vô thận. Con này thôi. Con
con chìa voi chui vào môi. Ok rồi. Thôi hay vậy. Rồi, hay quá. Không thì bây giờ mình mới nghĩ những bộ phận đó rồi mình nghĩ cho con nó ra. Chính xác. Đúng không? Mà anh không nghĩ con gì được. Đúng rồi. Hay quá. Chết tôi. Con giật hơi đúng không? Phần hơi đúng không? Giật hơi đúng không? Phần hơi đúng không? Dạ. Con đưa chưa vô lưỡi. Loại. Loại. Dấu phần dấu. Dấu. Ươi là con năm bốn. Con mão chưa não. Ok rồi rồi thôi quá thằng não mã là con mèo mình nãy giờ tí xử thằng mèo không mà cày với mão con chim chui vô tim năm ủa bốn à con đười ơi chui vô con người tôi bò tóc chui vô gót nhìn em nhìn em nhìn em rồi rồi tới công chuyện này con công với tôi đi lòng. Ok rồi chết rồi công của em luôn đó. Ủa vậy? Chết rồi dễ chết lắm. Mày nghĩ hai ba cái. Con gì? À, con khỉ chui với mày nghĩ. Đúng đúng. Ủa sao nhăn mặt? Nói em hay thông minh. À, con mối chui vào gối. Hay hay hay. Được. Hợp lý. Vào gối ngủ hả? Gối là cái đầu gối. À, hay tuyệt vời. Trời không nghĩ ra luôn. Rồi con hình chui cho mình. Con rồi, rồi. Nãy giờ. Nãy giờ luôn. Thì đúng rồi. Thôi, tí xíu dừng mẹo thôi. Đúng rồi mà. Tới rồi em, con dậu chui vô cái xương chậu. Tới rồi, tới rồi. Hết chui rồi. Chị Mỹ Tâm đã từng xem Hai Ngày Một Đêm bao giờ chưa? Có hiểu luật chơi của chương trình không ạ? À, thật ra là Tâm chưa xem. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Clip nhỏ cũng hình như cũng chắc là có một hay hai clip mà không biết là nằm trong cái chương trình nào. Cái xem nhiều nhất chắc có lẽ là các bạn đưa cho mình mấy clip của mấy bạn khách mời cứ nhắc tên mình suốt mà mình không hiểu vì sao nhắc. Cho nên là mình quyết định là mình cũng không xem luôn. Mình quyết định là mình cũng không xem luôn. Không xem luôn. Cho đến khi lỡ nhận rồi nên là không xem luôn để sao. Nên cũng không hiểu là các bạn làm gì. Tức là chị quyết định không xem gì hết và sẽ giữ một tâm thế hoàn toàn mới mẻ khi đến với chương trình đúng không ạ? Chưa bao giờ. Mà cũng không biết là cái này là cái gì. Chỉ biết là game show thôi mà không biết các bạn chơi cái gì nữa. Được biết là chưa bao giờ nhận lời tham gia show thực tế. Vậy lý do Mỹ Tâm nhận lời tham gia Hai Ngày Một Đêm là gì? À, thấy các bạn nhiệt tình mời quá rồi. Mà một phần là mấy bạn cũng dễ thương. Rồi cứ nhắn gửi miết rồi đâm ra là mình cũng siêu lòng. À, rồi một phần có một cái hôm đi ăn cùng với các bạn trẻ. Xong rồi cái là mình cũng... cũng có say nhẹ nhẹ. Say nhẹ nhẹ xong thì các bạn hỏi được không? Cái chị nói ừ. Chị nói ừ. Chị nói ừ. Cái là chị phải tham gia thôi. Theo em được biết là anh Mô Kiến Huy phải không ạ? Uh-huh. Anh Mô Kiến Huy đã gài mình tham gia như thế nào? Cũng không gài gì lắm đâu. Nhưng mà thường chắc là hình như là các bạn biết rằng là nếu mà mời được Tâm đi ăn á thì Tâm sẽ thường sẽ chịu đi ăn là sẽ rất là cởi mở. Và người ta nói là rượu vào lời ra mà các bạn. Nên là thì nó cũng bình thường thôi. Nên là khi đó Huy đề cập tới thì hỏi chị ơi này kia Hai Ngày Một Đêm. Cái chị nói chắc là vui lắm đúng không? Thấy mấy bạn hay gửi này gửi kia cho chị. Dễ thương ha. Xong rồi mới nói là chị tham gia nha. Chị nói cũng được. Chị nói trong sự cố thắc. Và thế là chị Tâm đã bị gài kèo thành công. Vậy trong số 6 người dàn ca thì chị đã từng tiếp xúc với ai ngoài đời chưa? Ấn tượng của chị về họ như thế nào? Học như là ít gặp luôn á các bạn. Kiểu như là rất là ít gặp, chỉ có gặp Huy một lần vào, không phải là một lần, cũng vài lần nhưng mà là Huy có tham gia vào
cái bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh mà do Tâm đóng vai chính đó. Những bạn còn lại thì hình như là mình chưa gặp bao giờ. Mọi người rất muốn gặp chị, ngay cả chú Trường Giang cũng quyết tâm luôn. Chú là sao? Dạ, dạ anh Trường Giang đó ạ. Em kêu cái chú luôn á hả? Trời đất ơi, không có chú nào ở đây nha. Anh Trường Giang là chưa gặp. Có lẽ chị Mỹ Tâm chưa biết nhưng đặc trưng của hai ngày một đêm là sẽ bị ăn khổ mù khổ nếu chơi thua. Chị nghĩ sao về điều này? Ý là có thật không? Dạ có. Là mấy bạn đó là phải ăn khổ uống khổ ngủ khổ luôn hả? Dạ đó là hình phạt cho đội thua ạ. Thật ra mà nếu giữ được cái thực tế mà đúng y chang như vậy thì rất hay. Tôi nghĩ rằng là chơi phải hết mình chứ. Nên là chuyện đó cũng bình thường thôi. Mà chắc là Tâm không thua rồi. Nên là bình thường. Trong tâm thế rất là bình thường. Nếu lỡ bị thua thì chị Tâm có sẵn sàng với điều đó không? Tâm nghĩ là cũng ok. Nếu mà mình đã không nhận thì thôi. Mà mình nhận thì mình phải chơi đàng hoàng chứ ai chơi vậy, đúng không? Chính xác đấy. Một điều nữa là quay chương trình thực tế thường phải dậy rất sớm. Điều đó có trái gì với thói quen sinh hoạt của chị không? Trái chứ em. Bình thường của chị là dậy rất là trễ. Nhưng mà như chị nói đã chơi là phải chơi cho hết mình. Đúng. Mà nói vậy thôi chứ thực ra khi mà mình làm những cái công việc cần phải dậy sớm thì Tâm vẫn dậy sớm. Nhưng mà đợt này thì các bạn nói là sẽ đánh thức rất sớm luôn. Thì mình coi như đó là một việc bình thường. Nên là không sao cả. Vậy nếu bị ép buộc gọi dậy khi chưa tỉnh táo thì chị sẽ phản ứng như thế nào? Thường là nếu không có việc gì mà bị gọi dậy thì chị sẽ không vui. Còn nếu mà biết trước là ngày mai là sẽ có việc như vậy rồi á thì mình sẽ tự dậy. Nhưng mà nếu mà chưa thấy chị dậy thì thường thì các bạn sẽ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Chị chỉ không thích tiếng gõ cửa. Rất là không thích tiếng gõ cửa. Nếu mà có tiếng gõ cửa là chị sẽ không mở luôn, Ui, sợ quá. Vậy chị có thể cho ekip số điện thoại để gọi chị dậy được không ạ? Hoặc có thể là gõ cửa rất nhẹ. Bởi vì chị rất là nhạy với tiếng ồn. Nên là chỉ cần gõ nhẹ thôi là mình biết là có người tới. Nếu không có lịch làm việc thì chị sẽ dậy lúc mấy giờ ạ? Không có lịch gì thì chị có thể ngủ từ 7 cho đến 10 tiếng. Nếu mà không có việc gì hết. Thì nếu mà chị ngủ trễ thì chị dậy cũng trễ y chang như vậy. Tùy theo múi giờ. Ví dụ như 1 giờ ngủ thì có thể chị ngủ đến 10 giờ hôm sau chị dậy vẫn được. Hoặc là 3 giờ ngủ thì chị vẫn ngủ tới 12 giờ vẫn được. Mà thậm chí là 3 giờ ngủ nhưng mà 9-10 giờ dậy vẫn ok. Hai ngày một đêm lần này được quay tại Đà Nẵng, quê hương của chị Tâm. Chị có những ấn tượng gì khi nói về Đà Nẵng ạ? Thường thì chị thích biển. Khi mà về tới Đà Nẵng là mình sẽ nhớ đến biển. Thì mình cũng đã từng ở biển để mà mình được hát và được rong chơi. Cho nên là mình thích nhất là biển ở Đà Nẵng. Vậy chị có gợi ý cho mọi người một địa điểm hay món ăn nào đó nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng không ạ? Rất là nhiều món luôn, cho nên là đối với Tâm là đồ ăn Đà Nẵng thì là gần như đối với Tâm là ngon nhất rồi đó. Tại vì cái vị rất là trung hòa á. Nên là thậm chí những người bạn ở Hà Nội vào của Tâm cũng khen. Người Nam vào, người Sài Gòn vào cũng khen. À ra cũng khen. Nên là Tâm thấy đối với Tâm là tất cả các món ăn nào ở Đà Nẵng Tâm đều ăn được. Và đặc biệt là những món ăn càng tuổi thơ càng tốt. Nói chung là mình sẽ càng nhớ. Và cái thói quen của Tâm là về đây là Tâm sẽ ăn tất cả những cái món từ ngày xưa Tâm đã ăn. Từ bé là ăn. Còn những người đó họ nghĩ rồi là mình sẽ kiếm những cái quán khác mà cũng ngày xưa bán cho đến bây giờ mình mới ăn. Chị có thể ví dụ cho tụi em vài món được không? Ví dụ như là bún bò, bánh bèo phải có nhân ướp chứ không phải là nhân khô. Rồi bánh bèo ướp mà người ta đi gánh rong. Rồi mấy cái ốc hút chẳng hạn. Ốc hút mà cũng trong Sài Gòn thì không có cái này nha các bạn. Mà ở Đà Nẵng mới có cái loại ốc hút này. Rồi nói chung là rất là nhiều luôn. Bún mắm chẳng hạn cũng là một cái mà mình không thể nào mà bỏ qua. Các bạn không thể nào bỏ qua món này nha. Lần đầu tiên tham gia show thực tế, chị nghĩ fan sẽ mong đợi những khía cạnh mới nào của chị?
cũng không biết nữa. Chịu á, Tâm chịu thua, không biết các bạn có thích không nữa. Vậy fan mong mỏi nhất điều gì ở chị vậy ạ? Mặc đồ bơi. Oh my god. Hả? Ờ. Nói vậy chứ. Kiểu mấy bạn thì cơ bản thì thấy Tâm chịu hòa nhập với mọi người, xong rồi chơi rồi tự nhiên rồi này kia, rồi là mấy bạn thích rồi chứ không cần cầu kỳ gì hết. Có trò chơi hay thử thách mạo hiểm nào mà chị từng xem qua và muốn thử một lần ở 2 ngày 1 đêm không? Chị thì gì là không thích chơi mấy cái trò chơi mạo hiểm rồi đó. Ví dụ ý. Ví dụ như những món khó ăn, vào rừng, vào nhà ma. Thôi. Sợ. Không được. Ma là không được, chạm vô con vật cũng không được luôn. Ăn cay hay là ăn chua hay là cái gì đó còn chấp nhận được, giống như là cũng chịu được. Thì ráng thì vẫn được. Nói chung là mình được chọn không các bạn? Chị có sợ độ cao không ạ? Tùy cái, những cái lúc mà mình thật ra thì chính xác là mình không phải hẳn là sợ độ cao các bạn, đúng không? Mà là mình khi mà mình đi lên một cái gì đó mà mình không control được cái chuyện đó thì mình sẽ có cảm giác không an tâm. Đó. Thì khi mình control được thì nó khác. Nên là chỉ là cái cảm giác nó vậy thôi. Còn có những lúc cần thì mình vẫn phải làm. Chứ còn nói hẳn là không sợ độ cao thì cũng không sợ độ cao thì cũng không hẳn lắm. Các quý ông trong 2 ngày 1 đêm cũng thường rất hay thả thính vui với các khách mời nữ. Chị Mỹ Tâm thường thích hay e sợ trước những người như vậy? Không biết sao nữa. Cái đó hả? Chắc là... cái này là phải thử mới biết, chứ còn thật ra là chị cũng không rành đâu. Thường là cái cũng có mấy bạn là cũng hay thả thính là kiểu mà giỡn giỡn là này kia. Thì cũng thấy hơi mất cười thôi. Hơi mất cười. Mất cười, mất cỡ hay gì đó cũng có. Chị vậy chứ chị cũng không có giống như bình thường lắm đâu. Mỗi khi Mỹ Tâm gặp fan là có những bạn sẽ rất xúc động, thậm chí rơi nước mắt. Chị có bao giờ thấy áp lực trước những việc như vậy? Không, các bạn ấy mới gặp chị mới áp lực trước. Đúng, hợp lý. Chị, mấy bạn gặp chị mấy bạn khóc mà. Nhưng mà thật ra thì chị thấy là thấy dễ thương thôi. Thường là thấy dễ thương. Và mình cũng thấy ngại, không biết làm sao để cho mấy bạn nó bớt xúc động đi. Có nhiều bạn là rung tới mức mà xong rồi khóc. Là mình chỉ nói chung là mình chỉ cũng không biết sao, chỉ chắc phải ôm vỗ về các bạn thôi chứ cũng không biết làm sao. Nếu lát nữa anh dâm âm fan cuồng của chị bật khóc thì chị có dỗ anh ấy không ạ? Chị không nghĩ là Lâm khóc, nên là chuyện đó chắc chắn là không, nên là yên tâm. Tại vì thường là các bạn thấy vậy thôi, nghe các bạn là cuồng đúng không? Nhưng mà khi mà gặp gì nếu mấy bạn nó sẽ cảm thấy là đầm tĩnh lại, để không lộ cái điều đó ra. Chị nghĩ vậy, tin chị đi. Chị mà sai thì chị sẽ ăn ớt. Cảm ơn tất cả các bạn trong dàn cast đã mời Tâm ha. Tâm rất là vui. Tâm hy vọng là khán giả cũng sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện của Tâm cùng với là dàn cast trong 2 ngày 1 đêm. Cảm ơn, xin chào.